Dobrý den, pane. Ha? Dobrý den, dobrý den. Tak jak se dneska máme? Nói cái gì nhỉ? Trẻ trung và sáng tạo không ngừng nghỉ. Hài hước, hóm hình và vô cùng duyên dáng. Hình ảnh về người Việt tại Séc được tái hiện chân thật, không hề phô trương qua những video clip ngắn. Biến đam mê thành hành động, dùng trí tuệ sáng tạo để thành công. Ở đây không phải là quán trường con gà được đâu. Cũng từ cái duyên với cộng đồng người Việt mà có một người đàn ông Séc đã gắn bó và tìm hiểu tiếng Việt, văn hóa Việt đến rành mạch và tường tận. Điều gì đã khiến hai con người này trở nên đặc biệt đến vậy? Khi bắt đầu nói bằng tiếng Việt thì cổ nó đau nhiều hơn miệng. Bởi vì cả hai người sẽ cùng bàn bạc với nhau và đưa ra một kết quả. Không sợ nhưng mà khán giả nên sợ. Nghe như là ai là triệu phú. Gạo cổ ở trong nhà lâu rồi. Không đi xin gạo đâu. Không đi xin gạo đâu. Tất cả sẽ được giải đáp trong phần 2 của chương trình Tết giữa trời Âu 2023 với chủ đề Ước vọng ngày xuân do Tamda Media thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 9 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, trên kênh YouTube và Facebook của Tamda Media. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.